Hello các bạn, lại là chị đây và rất vui khi được quay trở lại cùng với các em ở trong phần phát trực tiếp này. Ngày hôm nay ở trong phần phát trực tiếp này, chị sẽ cùng với các bạn đi chữa một cái đề đọc hiểu. Mặc dù đây là một cái đề đã khá là quen thuộc với các bạn rồi nhưng bản thân chị nghĩ rằng đây cũng là một cái câu rất là quan trọng mà chúng ta cần phải lưu tâm. Thế nên là nếu như mà các bạn đã có mặt ở đây rồi thì hãy gửi lời chào tới chị nhé. Các bạn thân mến, nếu như mà các em đã lên rồi thì hãy gửi lời chào tới chị nhé. Ok, xin chào Hồng Trinh. Fan cứng của chị luôn đúng không? Chúng ta sẽ cùng nhau chữa một cái đề đọc hiểu. Và khi mà chữa thì chị sẽ lồng ghép vào đó những cái kiến thức về phần đọc hiểu luôn. Để các bạn, từ đấy các bạn sẽ thấy rằng là thì ra làm cái câu đọc hiểu 3 điểm này nó cũng không khó giống như chúng ta nghĩ. Được không nào? Nếu như mà các bạn đang xem phần livestream này thì hãy gửi lời chào tới chị nhé. Ok, xin chào các bạn. Nào, chúng ta bắt đầu được chưa nhỉ? Ok, xin chào Đỗ Lan, xin chào em. Ok, xin chào Thùy Dương. Xin chào Ánh Hồng. Vừa rồi thì chị có phát một cái phần phát trực tiếp ở trong cái group học sinh sách văn chị Hiên. Nhưng mà bởi vì là các bạn ấy không có lên, thế nên là chị mới quyết định là quay sang đây và phát ở trong cái group này. Khi mà các bạn mua sách của chị Hiên thì các bạn sẽ được tham gia vào một cái group. Ở đấy thì chúng ta có thể trao đổi, chúng ta có thể bàn luận. Và chị sẽ cố gắng là phát trực tiếp nhiều nhất với các bạn để các bạn có thể tăng được cái gọi là kỹ năng của mình khi làm bài. Bởi vì cái đấy rất là quan trọng. Xin chào 113 bạn đang xem phần phát trực tiếp của chị. Ngày hôm nay chị sẽ chữa cho các bạn một cái đề đọc hiểu. Và chị nghĩ là trong cái phần phát đề chữa đề đọc hiểu này thì các em sẽ học được rất là nhiều thứ. Nên là chị mong là các bạn sẽ tập trung. Hãy tập trung cao độ nhé. Vì đây là thời gian để chúng ta cố gắng mà, đúng không nào? Cái cuốn sách mà chị đang chữa ở đây là cuốn sách Săn 8 cộng của chị. Hiện tại thì chị chỉ còn đúng 3 cuốn săn này thôi. Và cũng không còn sách này nữa. Thế nên là rất là tiếc nếu như mà bạn nào muốn mua cuốn sách này, hiện tại chỉ còn đúng 3 cuốn thôi. Các em có thể tham khảo những cái đầu sách khác của chị, ví dụ như là bộ 40 bài văn mẫu trọng tâm, hay là em có thể tham khảo bộ sổ tay văn học, là một trong những cái bộ tài liệu mà rất là hot của chị. Thì đấy là nói một chút về sách. Vì nếu như mà bạn nào muốn tìm sách để học, để ôn thi đại học trong giai đoạn này thì các em có thể tìm luôn nhá. Ok chưa nào? Rồi các bạn ơi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chữa cái đề này. Đây là đề số 02 ở trong cuốn Săn 8 cộng của chị. Được không nào? Đây là đề số 02 ở trong cuốn Săn 8 cộng của chị. Nếu như các bạn cần thêm thông tin về sách thì hãy nhanh chóng nhắn tin cho fanpage. Bởi vì hiện tại là chị chỉ còn 3 cuốn săn này thôi, không còn nhiều các em ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với nhau đi làm cái đề số 02 này các bạn nhé. Và chúng ta sẽ trọng tâm vào câu đọc hiểu. Song song với cái phần này thì chị sẽ cùng với các bạn tìm ra luôn những cái kiến thức mà các bạn cần phải lưu ý ở trong cái phần đọc hiểu này. Được không nào? Mua sách nào để được tham gia vào group học sinh sách văn chị Hiên thì các em có thể nhanh chóng nhắn tin cho fanpage, nhắn tin cho admin để được trả lời nhá. Dạo này thì fanpage học văn chị Hiên rất là rộn ràng, bởi vì ngày nào thì cũng có rất là nhiều bạn học sinh nhắn tin về fanpage để hỏi về sách, để hỏi về khóa học. Và chị nghĩ rằng đó là một cái tín hiệu tốt, bởi vì 2K2 đang quan tâm hơn tới việc học văn. Và bản thân 2K2 đang cảm thấy rằng là em đã bắt đầu cảm thấy lo lắng về cái chuyện học văn của em rồi. Nên chị rất mong là các bạn có thể cảm thấy những cái điều thú vị ở trong môn học này, được không nào? Rồi, Hoàng Luân ơi, nếu như mà em muốn mua thì em hãy nhanh chóng nhắn tin cho fanpage học văn chị Hiên, nhắn tin cho admin giúp chị nhé. Vì ở trên này thì chị không có chốt sách. Ok chưa? Rồi, chúng ta sẽ có cái câu phần 1 la mã phần đọc hiểu của đề số 02. Đề đọc hiểu này thì có tên là Quán hàng phù thủy. Chúng ta sẽ cùng nhau xem cái phần văn bản này nhé. Một phù thủy mở quán hàng nho nhỏ. Mời vào đây, ai muốn mua gì cũng có. Tôi là khách đầu tiên. Từ bên trong, phù thủy ló ra nhìn. Anh muốn mua gì? Tôi muốn mua tình yêu, mua hạnh phúc, sự bình yên, tình bạn. Hàng chúng tôi chỉ bán cây non, còn quả chín, anh phải trồng, không bán. Đây là một cái bài thơ rất là hay của tác giả Pradeep, đúng không ạ? Và Thái Bá Tân là người mà đã dịch. Thái Bá Tân là người mà đã dịch cái phần này ra tiếng Việt để chúng ta có được một cái văn bản như thế này. Ok chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ có 4 câu hỏi, bao giờ cũng vậy. Các em luôn luôn thấy rằng là ở trong phần đọc hiểu của chúng mình, đúng không?
chúng ta sẽ có 3 điểm. Và tất nhiên rồi, trong 3 điểm này thì bao giờ cũng thế, chúng ta sẽ thường có 4 câu hỏi nhỏ. Vẫn những câu hỏi nhỏ, sau bao tháng chia tay, anh vẫn thường thắc mắc khi anh không làm gì. Chúng ta chỉ có đây là 4 câu hỏi nhỏ thôi đúng không? Mà khi mà trả lời đúng 4 câu này rồi là auto các bạn được 4 điểm. Phải không ạ? Thế nên là chị rất là muốn là các bạn không bỏ lỡ cái này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích nhé. Chúng ta sẽ cùng làm cái câu đầu tiên. Được chưa ạ? Ok, xin chào các bạn. Xin chào 215 bạn. Đang xem phần phát trực tiếp này của chị. Và chị mong là các em sẽ tập trung nhá. Các em nhìn này. Thứ nhất, câu hỏi đầu tiên mà chúng mình có là: bài thơ trên có sự kết hợp của những phương thức biểu đạt nào? À rồi, câu 1. Ở đây là hỏi về phương thức biểu đạt. Đúng không ạ? Câu 1 hỏi về phương thức biểu đạt. Mà các bạn đều biết rằng là chúng ta có hiện tại là 6 phương thức. Đúng chưa? Các bạn có nhớ là 6 cái phương thức đó là gì không ạ? 6 cái phương thức này là gì nhỉ các bạn nhỉ? Đây là cuốn săn 8 cộng của chị nhá. Nếu như mà các bạn có nhu cầu hỏi về sách này thì các bạn có thể nhắn tin cho admin Học Văn Chị Hiên. Nhưng mà hiện tại thì chị chỉ còn đúng 3 cuốn cuối cùng thôi. Thế nên là sợ là các bạn đặt thì chị nghĩ là phải nhanh tay thì mới có sách. Các bạn có thể tham khảo những cái đầu sách khác của chị, như là bộ Sổ tay văn học là một cái bộ tài liệu rất là hot, và cả cái cuốn 40 bài văn mẫu nữa, cuốn Chinh phục nghị luận xã hội nữa. Thì nếu như mà các bạn muốn tìm hiểu về sách của chị thì nhắn tin nhanh chóng cho admin học mà fanpage Học Văn Chị Hiên để có thể nhanh chóng được vào group học sinh sách Văn Chị Hiên nhé. Rồi, ok, chúng ta có 6 phương thức biểu đạt ở đây là gì nhỉ? Tự sự, miêu tả, biểu cảm, nghị luận, đúng không? Thuyết minh và hành chính công vụ. Đúng không? Ok chưa nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy này, cái câu hỏi của chúng ta là bài thơ trên có sự kết hợp. À, chúng ta xác định luôn câu hỏi là nếu như mà người ta đã hỏi mình là có sự kết hợp thì chắc chắn nó phải là lớn hơn hoặc bằng 2. Đúng không? Không thể nào mà chỉ là một cái, không thể nào mà chỉ là một cái phương thức được, mà chắc chắn là nó sẽ phải lớn hơn hoặc bằng 2. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là nhìn qua thôi là các bạn đã thấy rằng đây là một cái câu chuyện, đúng không ạ? Một câu chuyện được kể bằng thơ. Vậy thì rõ ràng chúng ta có ở đây trước tiên phải là tự sự. Nhắc tới câu chuyện phải là tự sự, đúng không ạ? Và chúng ta thấy được này, ở đây có những cái câu mà nó có cái dấu chấm than. Mà thường ấy, những cái dấu chấm than là những cái dấu hiệu mà để cho chúng ta có thể nhận định về một cái lời nói bao chứa trong đó là những cái cảm xúc, đúng không? Thế nên chúng ta có thể thấy rằng là à, bài thơ trên có sự kết hợp của phương thức tự sự và biểu cảm. Ok chưa? Được không nào? Hãy trả lời thật, nói về cách trình bày. Đây là cái điều mà các bạn cũng hỏi chị rất là nhiều trong cái câu đọc hiểu. Chúng ta có thể trình bày như sau. Thứ nhất, một La Mã đọc hiểu. Được không ạ? Câu 1. Ok chưa? Ví dụ ở đây nhá, chúng ta sẽ trả lời ngắn gọn như sau. Có hai cách các em có thể trả lời. Cách đầu tiên, các bạn trả lời như sau: bài thơ trên có sự kết hợp của phương thức biểu đạt, của phương thức biểu đạt tự sự và biểu cảm. Ok chưa? Tự sự và biểu cảm. Đây là cách thứ nhất các bạn có thể trả lời. Hoặc là cách thứ hai, các bạn không muốn trả lời như vậy thì các bạn hoàn toàn có thể trả lời câu 1.
Hai chấm. Tự sự và biểu cảm. Ok chưa? Nhá. Ok chưa nào? Rất là đơn giản nhưng mà chúng ta phải đảm bảo được cái sự khoa học, cái sự ngắn gọn. Đã nói rồi, trong cái câu đọc hiểu này thì yêu cầu lớn nhất của chúng ta là đúng và đủ. Ok chưa ạ? Rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với câu 2 này. Câu số 2 hỏi, à đây là một câu hỏi hỏi về nội dung của văn bản. Ý chị muốn nói đây là gì? Để đọc hiểu bây giờ thì ngày càng có những cái sự thay đổi. Sự thay đổi ở đây là không phải là chỉ đơn thuần là nói về gọi là gì ạ? À không chỉ đơn thuần là hỏi về những cái liên quan tới phương thức biểu đạt này, phép liên kết này, hay là về gọi là gì ạ? Phép gì ạ? Phép liên kết này, hay là hỏi về phong cách ngôn ngữ này, biện pháp tu từ này, mà chủ yếu bây giờ là gì? Chủ yếu bây giờ là hỏi về cái gì nhỉ? Hỏi về những cái thông tin được cung cấp từ trong văn bản để chúng ta có thể kiểm định về cái khả năng thông hiểu của các em. Ok chưa? Nhá. Thì ở đây chúng ta có này. Câu nói mời vào đây ai muốn mua gì cũng có cho thấy điều gì ở phù thủy? À, chúng ta thấy rằng là rất là đơn giản thôi. Câu này thì ai cũng sẽ trả lời được, đó là gì ạ? Phù thủy là người có quyền năng vô hạn, có thể đáp ứng tất cả các nhu cầu và mong muốn của khách hàng. Đúng không? Rất là đơn giản thôi, được chưa? Rồi, câu số 3 này. Câu số 3. Mong muốn của vị khách. Tôi muốn mua tình yêu, mua hạnh phúc, sự bình yên, tình bạn, cho thấy vị khách là con người như thế nào? À, chúng ta thấy rằng là nếu mà nói về gì ạ, tình yêu này, hạnh phúc này, sự bình yên này, tình bạn này, thì đó là đều là những cái gì? Đều là những cái điều tốt đẹp nhất ở trên đời này rồi. Thế nên vị khách ở đây là một người đang khao khát có được những điều tốt đẹp nhất ở trên cuộc đời này. Phải không ạ? Nhá. Cho thấy vị khách là người đang mong muốn có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời. Nhưng mà sau khi mà cái vị khách này mong muốn tất cả những cái điều tốt đẹp nhất ấy, thì cái câu cuối cùng lại chốt lại quán phù thủy và vị phù thủy đó lại chốt lại là gì ạ? Còn quả chín anh phải trồng, không bán. Đúng không ạ? À, hàng chúng tôi chỉ bán cây non, còn quả chín anh phải trồng, không bán. Anh chị có đồng tình với quan điểm của phù thủy ở hai câu cuối bài không? Và vì sao? Đây là cái phần mà chúng ta có thể trình bày từ 7 đến 10 dòng. Được không nào? Nhá. À, chúng ta thấy rằng là gì ạ? Chúng ta có thể thấy là các em có thể trong cái câu 4 này, đây là cái dạng câu hỏi là yes or no. Có nghĩa là các bạn có thể đồng ý hoặc là nói không đồng ý. Dù ở phương diện nào thì các bạn cũng có thể được điểm. Nhưng vấn đề là các bạn phải lập luận cho chính xác, vậy thôi. Thì ở đây các bạn, chị nghĩ rằng là có những cái sự việc mà nó đã quá rõ ràng trước mắt chúng ta rồi và chúng ta hoàn toàn có thể khẳng định được luôn là nó đúng hay sai rồi đấy. Thế nên là điều quan trọng nhất là gì? Điều quan trọng nhất ở đây là các bạn phải tự định hình ra được. Ví dụ ở đây, đối với câu 4 này chị khẳng định luôn là chị đồng ý luôn. Được không? Chị đồng ý luôn với quan điểm đó. Và sau đó chị giải thích. Được không nào? Trước tiên là phải nêu ra quan điểm, tức là đối với cái câu này thì các bạn cũng nhất định là phải rất là ngắn gọn, cụ thể, đúng và đủ. Ok chưa? Nhá. Thì chúng ta có thể trả lời luôn là gì ạ? À, tôi đồng tình. Đúng không? Tôi đồng tình với quan điểm của phù thủy ở cuối bài thơ. Bởi vì chúng ta có thể hiểu rằng, được không ạ? Chúng ta có thể hiểu rằng những thứ là tình yêu, hạnh phúc, sự bình yên, nó giống như là quả chín. Mà quán hàng phù thủy thì chỉ bán cây non. Muốn có được những thứ quả chín ấy thì khách hàng phải đầu tư thời gian công sức để trồng được những cây non, để có được tình yêu, hạnh phúc, sự bình yên, tình bạn. Ngay cả phù thủy, người có quyền năng vô hạn cũng không thể tạo ra những giá trị ấy. Mà để có thể đạt được những hạnh phúc của mình thì tự bản thân mỗi người phải cố gắng và nỗ lực. Được không ạ? Ví dụ là như vậy, chị đưa ra là chị đồng ý là như thế. Được chưa? Nhá.
Chị đưa ra là như thế. Ok chưa nào? Thì chị nói luôn là chị đồng ý và chị giải thích luôn rằng tại sao mình lại đồng ý. Ok không ạ? Đề này em làm mấy lần rồi nhưng vẫn không nhớ à? Có những cái đề mà các bạn làm rất nhiều lần rồi, đặc biệt là về các tác phẩm các em viết rất nhiều lần rồi, nhưng mà chị cũng biết là các bạn không bao giờ nhớ, không hề nhớ. Thật sự là như thế luôn á. Không bao giờ nhớ. Rồi, các bạn ơi, các em có hiểu cái đề trên này không ạ? Thế thì chúng ta có thể nhìn thấy ở trong cái đề này, đó chính là chúng ta có ở đây là bốn câu hỏi nhỏ. Một câu đầu thì hỏi về cái mặt ngữ pháp, cụ thể ở đây là hỏi về phương thức biểu đạt. Còn ba câu sau là ba cái câu mà chúng ta phải vận dụng cái kiến thức thông hiểu, tức là cái khả năng mà chúng ta cần phải gì ạ? À, đây là cái khả năng mà chúng ta phải đọc cái tác phẩm, chúng ta phải ngẫm nghĩ và từ đó chúng ta trả lời cho những cái câu hỏi được đưa ra. Mà đặc thù là những cái tác phẩm mà nó cô đọng về mặt từ ngữ như thế này thì thường những cái nội dung thông điệp nó sẽ rất là khúc chiết. Thế nên là buộc các bạn phải dựa vào những cái từ khóa để các bạn giải thích, dựa vào các từ khóa để các bạn đưa ra những cái suy luận của mình để trả lời, đưa ra câu trả lời chính xác nhất cho câu hỏi đó. Ok không nào? Nhá. Các bạn ơi, các em có hiểu không ạ? Các bạn có hiểu ý chị không? Đây đã là cái đề số 08 rồi. Ngày hôm nay thì trong cái phần phát trực tiếp này, chị còn muốn giới thiệu cho các bạn một cái cuốn sách mới của chị. Và chị mong là cái cuốn sách này thì có thể mang tới cái sự hữu ích cho các em. Nhưng mà hiện tại thì sách lại không có ở đây. Chắc là các bạn sẽ đợi chị khoảng 1 phút để chị chạy xuống chị lấy cái cuốn sách đấy nhá. Được không? Các bạn đợi chị 1 phút nhá. Đừng đi đâu cả. Đợi chị 1 phút thôi nhá. Đợi chị một xíu. Đừng đi đâu cả. Đừng đi đâu cả nhá. Chị quay lại rồi đây. Comeback comeback. Trời ơi. Chị chạy kiểu hớt ha hớt hải luôn ấy để có thể quay trở lại đây cùng với các bạn. Rồi, chị xin giới thiệu siêu phẩm, những siêu phẩm mới của học văn chị Hiên ở trong năm nay. Ok chưa? Đợi chị tí, chị mệt quá. Chỉ một hộp này thôi. Không màu ha. Ừ, xong lấy cho chị mấy mấy màu đi. Chị xin giới thiệu các siêu phẩm của học văn chị Hiên ở trong năm nay. Nên là các bạn quay trở lại cùng với chị nhá. Nào, tiếp tục giúp cho chị chia sẻ. Bởi vì rất là ít khi thì chị mới kiểu có nhiều năng lượng và kiểu động lực như thế này để chị chia sẻ cùng với các bạn ấy. Nghe thì tiếng dép à. Chị xin lỗi các em nhé, bởi vì chị đi có vẻ là hình như là chị đi hơi mạnh đúng không? Nào, giúp chị tác bạn bè vào, bởi vì chị nghĩ rằng nếu như mà không không sở hữu cái siêu phẩm này thì ôi trời ơi đáng tiếc kinh khủng luôn ấy. Đây các em nhìn này. Đây là cuốn Săn 8 cộng của chị thì các em biết rồi đúng không? Đây. Săn 8 cộng của chị. Những cái cuốn gọi là xấu như thế này thì chị đã để lại để chị dùng và chị không dám gửi cho các bạn. À đây, đây là cái cuốn mà có cả về phương pháp luôn này. Đấy, luyện tập đọc hiểu nghị luận xã hội, tất cả về phương pháp luôn ấy. Được chưa? Giúp chị chia sẻ đi, mấy khi chị mới kiểu có nhiều động lực thế này, các em phải gọi là giúp hỗ trợ chị chia sẻ đi chứ, đúng không? Nhanh chóng nào, nhanh chóng lấy lại tinh thần. Chị đi lớp lớp động cây rừng à? Ôi chị xin lỗi các em nhá, chị đi mạnh thế ư? Chị rất xin lỗi các bạn nhưng mà ngày hôm nay chị nhiều kiểu chị thừa năng lượng quá ấy. Chị không biết làm nào nên chị phải đi mạnh như thế, mạnh mẽ như thế. Chị cũng mong là sau này chị có thể đi nhẹ nhàng hơn. tự nhiên lại nhớ tới ý.
Tự nhiên lại nhớ tới cái bài thơ của nhà thơ Giang Nam khi nói về Tây Tiến đúng không? Tây Tiến biên cương mở lửa khói, quân đi lớp lớp động cây rừng. Và bài thơ ấy, con người ấy vẫn sống muôn đời với núi sông. Đúng không? Không biết là các em có biết bài thơ đấy không? Khi mà chúng ta làm về Tây Tiến thì cái bài đấy là cái bài mà các em hoàn toàn có thể sử dụng. Được chưa ạ? Ok chưa? Các bạn quay trở lại với chị chưa? Để chị bóc cái siêu phẩm này ra. Đây đây đây. Ở đây có một cái siêu phẩm này. Bây giờ chị sẽ bóc cái siêu phẩm này ra. Ok luôn. Nếu như mà chị mà hát mà các bạn kiểu tăng lên được kiểu 200 người xem hay 300 người xem cho chị thì chị sẵn sàng luôn. Mặc dù là đạt bằng mọi gian khó. Ôi, chị rất là cảm ơn Hải Anh nhá. Rất là cảm ơn Hải Anh vì đã dành lời động viên cho chị. Rất là cảm ơn em vì đã dành lời động viên cho chị. Bây giờ chị sẽ bóc cái này ra cho các bạn xem là ở bên trong nó có cái gì nhá. Đây. Đây, bây giờ chị sẽ bóc. Trời ơi, dán chắc kinh khủng. Chị nghĩ là đây sẽ là cái cuốn sách mà kiểu các bạn không thể nào mà không có ấy. Thực sự năm nay mà thi đại học mà không có cuốn này thì thôi, cái phần trăm may mắn nó cũng giảm xuống rất là nhiều rồi. Nên chị mong là các em sẽ... Ôi, chị mong là các bạn nhất định phải sở hữu cuốn sách này cho mình. Hiểu không? Trời ơi. Nó chắc quá. Đây, chị bóc đây. Các em cứ bình tĩnh. Hôm nay chị có mấy sản phẩm cơ, các bạn cứ từ từ nhá. Kiểu hôm nay xin được phép là mình xin chốt một số đơn hàng cùng với các bạn, nên là mong là các bạn sẽ nhiệt tình nhá. Chị mong là chị có thể đem tới những cái sản phẩm tốt nhất dành cho các bạn trong cái quá trình mà các em ôn thi đại học, được không? Đây, ui trời ơi. Ok. Không biết là bạn nào đã sở hữu sách của chị chưa? Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông. Nhanh chóng tao bạn bè. Nếu như mà các bạn nhiệt tình thì chị sẽ tiếp tục phát. Bởi vì chị cảm thấy rằng là đấy là cái việc rất là tốt mà mình có thể làm được ấy. Chị không hiểu tại sao nhưng mà mỗi lần mà chị phát trực tiếp xong ấy, là hầu hết các bạn đều nói với chị là: chị ơi, em cảm thấy mỗi lần xem chị phát trực tiếp xong em có động lực lắm. Động lực để học. Không chỉ riêng động lực để học mà em cảm thấy là bản thân mình có nhiều động lực để làm các việc khác. Và chị cũng mong là với những cái phần phát trực tiếp của chị thì các bạn có thể cố gắng, gọi là có thêm cho mình những cái động lực để làm bất cứ một công việc gì thì các bạn cũng sẽ không cảm thấy khó khăn. Hôm mấy hôm vừa rồi chị lúc nào cũng say mê ở trong cái bộ phim Itaewon Class, tầng lớp Itaewon ấy. Chị không hiểu tại sao chị lại lâu lắm rồi chị mới có cảm giác là say mê một bộ phim đến như vậy. Có lẽ đã lâu lắm rồi chị mới có một cái cảm giác là xem một bộ phim và chị cảm thấy là mình có thêm nhiều động lực như vậy khi mà nhìn vào những nhân vật nam chính, nữ chính. Họ đều là những cái người rất là trẻ, đều có những cái khó khăn ở trong cuộc sống. Nhưng mà bằng sức mạnh, bằng niềm tin thì họ đã vươn lên để họ chiến thắng tất cả mọi cái nỗi sợ hãi của bản thân mình và giành được về chiến thắng cho mình. Nên chị nghĩ rằng là cái khoảnh khắc mà, đặc biệt là cái khoảnh khắc mà chị rất là xúc động khi mà, bởi vì là quá cố gắng cho công việc nên đã có đôi lúc họ bẵng mất quên đi cái tình yêu của bản thân mình, mà đó là một cái nhu cầu, đó là một cái mà ai cũng mong muốn là có ở trong cuộc đời. Nhưng mà có rất là nhiều thời điểm họ đã bẵng quên đi cái điều đấy cho đến khi họ nhận ra được cái tình yêu của mình. Và chị vẫn còn nhớ rất là rõ về những cái câu nói: khoảnh khắc nào khiến cho bạn cảm thấy hối hận nhất, khoảnh khắc nào khiến cho bạn cảm thấy mình hạnh phúc nhất, khoảnh khắc nào bạn cảm thấy may mắn nhất, và bây giờ ai là người mà bạn cần, bạn có đang yêu ai đó không? Đó là những cái câu hỏi mà bản thân chị cảm thấy rằng là mình cũng thêm một lần nữa mình ngồi và mình suy ngẫm lại. Mình đã có được những cái khoảnh khắc rất là hạnh phúc rồi, và mình cũng đã có những rất là nhiều người ở bên cạnh mình, yêu thương mình, và mình cảm thấy cực kỳ may mắn về điều đó. Nhưng đã có những lúc mình bẵng quên đi những cái cảm giác và những cái hạnh phúc như vậy. Thế nên là xem xong cái bộ phim đấy, chị cảm thấy rằng là tuổi trẻ của mình còn sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa. Mình sẽ phải tiếp tục nỗ lực. Bởi vì những người như họ, họ đã rất là vất vả để có thể chiến đấu, mà họ cuối cùng họ vẫn tiếp tục cái hành trình của mình sau bao nhiêu khó khăn và thử thách. Thì tại sao bản thân của mình lại không tiếp tục chiến đấu? Đó là cái câu hỏi mà chị luôn luôn chăn trở. Chị luôn luôn chăn trở về điều đó. Nên là xem một bộ phim xong cảm thấy mình rất là có động lực,
chị rất là muốn là một ngày nào đấy chị sẽ ngồi lại và review sách cho, review cái bộ phim đấy cho các em. Bởi vì chị cảm thấy đó là một cái bộ phim mà rất rất là đáng để xem, đặc biệt đối với những người trẻ như các em. Thật sự là như vậy. Tình yêu, tình cảm gia đình, tình cha con, tình bạn. Và trên đó còn là rất là nhiều những cái tình cảm tốt đẹp nữa mà chúng ta có thể cảm nhận được. Được không nào? Nhá. Nếu như mà có thời gian thì các bạn ơi, có thể xem bộ phim đấy để tăng thêm cái khả năng cho mình, kiến thức cho mình, rồi thì tăng thêm những cái tình cảm cho mình nữa nhá. Rồi, các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn vào đây. Đây sẽ là siêu phẩm mà chị giới thiệu cùng với các bạn ở trong buổi tối ngày hôm nay. Và xem học văn nào, đúng không? Mọi người ơi, đây. Trời ơi, bọc kỹ quá. Trên này chị làm sao mà bỏ được. Chị còn không có cái kiểu kéo hay gì ở đây chứ. Đây, chị sẽ bóc cho các em xem nhá. Itaewon Class. Các em nhá. Đấy, chị thấy Mỹ Diệu và Thu Thảo đã ghi ở đây rồi nè. Chị đang phát trực tiếp với các em mà toát hết cả mồ hôi luôn. Tập cuối rồi. Tập cuối rồi, chỉ có 16 tập thôi. Nên nếu như mà có thời gian thì các bạn cũng có thể xem được. Hóng sách nãy giờ. Ôi, điên ghê nhở. Để chị bóc ra nhá. Em đợi chị xíu. Chặt lắm luôn ấy. Túm hai đầu lôi ra luôn đi chị ơi. Ôi, tức quá. Rồi, ok, cuối cùng cũng đã bỏ ra được. Kem ơi, ôi chị toát hết cả mồ hôi. Nóng quá, cho chị quạt một tí nhá. Kem ơi, đây. Đây chính là cuốn sách siêu mới của chị mà chị muốn giới thiệu cùng với các bạn. Đây, ở trong này có gì? 40 bài văn mẫu trọng tâm. Tinh tinh tinh. Rất là xịn sò luôn, cho chị quạt một tí nhá, chị nóng quá. Các em mà nhìn thấy kiểu hoàn cảnh của chị bây giờ thì các em sẽ thương thay cho chị. Đây, các em nhìn này, tuyển tập 40 bài văn mẫu trọng tâm. Bạn nào cũng phải sắm cho mình một cái quyển này ngay lập tức. Ừ, đã có rất là nhiều bạn mua rồi, Ngọc Minh có rồi này. Ai có nữa, bạn nào đã có sách ở đây rồi. Bạn nào mà không mua quyển này á thì kiểu quá tiếc luôn ấy, thật sự luôn ấy. Chị xin chia sẻ thật lòng như vậy, bởi vì đây là một cái cuốn sách mà cực kỳ là đặc biệt luôn. Tại sao chị lại bảo đây là một cái cuốn sách cực kỳ là đặc biệt? Tất cả những cái gì mà các em cần nó đều có trong đây luôn ấy. Mà nếu như mà kết hợp với sổ tay văn học thì quá khủng khiếp. Đây, cuốn này có giá là 139.000 nha. Nhìn đằng sau xinh không? Hãy nghĩ đây là chị nhá. Không hiểu sao mấy bạn ý có thể viết dài thế nhở. Thật ra là chị Hiên đã thêm rồi, để trong đấy các bạn có nhiều những cái dữ liệu nhất, chứ không phải là chỉ bài của các bạn ấy, mà là chị đã biên tập kiểu rất là thịnh soạn cho các em rồi, và các bạn chỉ việc là linh hoạt sử dụng những cái kiến thức đấy thôi ấy. Đó, ok chưa? Nhá, các bạn ơi, đây là cuốn sách rất xinh xắn, tuyển tập 40 bài văn mẫu trọng tâm. Ok chưa? Nếu mà muốn mua thì nhắn tin cho admin nhắn tin cho admin luôn. Ok, các bạn nhìn này. À, đây là lời ngỏ của chị. Chính là cái gọi là gì ạ? Chính là cái điều mà chị muốn gửi gắm đến các bạn đấy. Chúng ta sẽ có này. Giữa một vườn hoa, tôi không mong mình sẽ là bông hoa đẹp nhất. Tôi mong mình là bông hoa tỏa hương thơm nhất. Bởi hương thơm sẽ còn vương trên áo em, còn sắc đẹp sẽ phai tàn. Giữa những bài văn, tôi không mong bài văn của mình sẽ là bài văn đẹp nhất. Chỉ mong đó sẽ là bài văn ý nghĩa nhất. Bởi những cảm xúc và thông điệp của những trang văn sẽ dấu ấn của đời tôi. Không nào? À, được không? Các bạn ơi, đó là những cái điều mà chị muốn gửi. Và đây chị có viết một vài lời ngỏ dành cho các bạn. Với cái mục đích là giúp cho các bạn có thêm động lực. Không ạ? Nhá. Đấy, thì ở đây có chữ ký của chị nữa nè. May mắn. Đúng không? Rồi, thì đây các bạn có thể nhìn thấy ở trong này. Ở trong đây chị đã khái quát cho các bạn về các dạng đề chính này. Và trong đây là 40. Chị có thể cam kết một điều là các bạn sẽ không chỉ thấy ở trong sách của học văn chị Hiên thôi. Với rất là nhiều những cái dẫn chứng khác nhau, vô cùng đa dạng và phong phú. Thực. Được không ạ? Đây là một cuốn sách thực sự là khủng khiếp. Rất là nhiều đề nhá. Về Tây Tiến này. Rồi thì về... Đây, chị sẽ cho các em xem mục lục nhá. Bởi vì chị nghĩ là các em cần cái này. Đây, mục lục này. Mục lục này. Đó. Thi Trung học Phổ thông Quốc gia mua sách này được không? Tất nhiên rồi các em. Đây.
01, số 02, số 03, số 04, số 05, số 06. Được không ạ? Rất là xịn sò luôn. Nhá. Ok chưa, các em ơi, lag thế à? Sao tự nhiên lại bị lag nhở? Chị không từ lại đến giờ luôn ấy, tức thế. Nhưng mà chị vẫn phải cố gắng bình tĩnh đây. À, thế à? Các em ơi, các bạn có xem được không? Các em có xem được bình thường không ạ? Tại vì chị thấy hơi lag đấy, tự nhiên thấy à. Ao hết ra rồi. Các bạn ơi, các em quay lại được chưa? Ổn hơn chưa? Ổn hơn chưa? Lag hết rồi à? Tức thế.